Alo alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và mọi người ơi, nếu mọi người thích giọng nói của em gái miền Tây này thì xin mọi người nhớ like video và đăng ký kênh và share video này trên Facebook, Zalo của mọi người để ủng hộ cho em, để đón xem những clip mới nhất của em nha. Em xin cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Thì bữa hôm nay em có một cái câu chuyện khá là vui về một người đàn bà không có chồng lấy nhớ giùm cho phi công trẻ. Thì cái kết ta nói cực thốn luôn. Thì mọi người cùng lắng nghe cái câu chuyện của em. Phi công trẻ và một người đàn bà không có chồng, hay còn gọi là máy bay bà già đi. Thôi mình đặt tiêu đề là máy bay bà già lấy nhớt giùm cho phi công trẻ. Cái kết cực thốn đi, cái tiêu đề đó thì nó thích hợp hơn trong cái video này. Thì phi công trẻ là những người đàn ông như thế nào và tại sao lại đặt là phi công trẻ? Và cái tiêu đề này á, nhiều người người ta đọc xong thì người ta đã hiểu rồi, nhưng cũng có nhiều người rất là bỡ ngỡ. Thì em cũng xin phép nói luôn, phi công trẻ là những người đàn ông còn trẻ tuổi, 20 hay mấy, còn mấy bay bà già là những người phụ nữ giống như em vậy nè, 30 mấy, 40 là những người phụ nữ đã ly dị chồng rồi, đã quá chồng, đã nhiều khi ở giá lâu năm ế, người ta gọi là những người phụ nữ mấy bay bà già đó, cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong tình đời, tình trường ha. Thì ngày hôm nay em xin phép được kể cái câu chuyện này nó một cách vui tươi và sống động đến cho đại gia đình của mình nha. Thì có một cái chị này, một cái chị gái này máy bay bà già, chị nổi tiếng là xinh đẹp nhất cái khu vực này luôn. Và cũng có rất là nhiều người đàn ông cũng âm thầm, yêu thầm, thương thầm, trộm nhớ của cô nàng này, nhưng mà cổ không chịu lấy chồng. Không biết vì sao mà cổ cứ kén chọn chén cá, chọn canh mãi mà vẫn, ta nói từng người mà ta nói đi qua cuộc đời của chị giống như là một cái chiếc xe buýt, chỉ lên hết cái chiếc xe buýt này rồi chỉ xuống rồi chỉ đến những cái trạm khác, chỉ quen rất là nhiều người nhưng mà chỉ vẫn chưa ưng bụng được một cái anh chàng nào hết đó. Cho đến một ngày nọ thì kế bên nhà cái chị này đó, cái chị máy bay bà già này, thì có một cái anh chàng phi công trẻ, có nghĩa là anh này á, ảnh cũng khá là đẹp trai, khôi ngô tấn tú, có tướng mạo, cũng hay tập, cũng rất là thường xuyên tập gym, cho nên là body rất là đẹp. Cho đến một ngày nọ thì cái anh chàng này nè, ảnh cũng rất là để ý cái chị gái này đó. Chị này chứ cô chưa có chồng mà đó, thì ở dưới quê thì đâu có bao nhiêu nhà đâu, ai không chồng ai có chồng biết hết trơn trời à. Nhưng mà bây giờ làm sao để mà mình ấy được cái chị gái xinh đẹp vậy đây? Cái anh chàng này ảnh cũng rất là, anh chàng phi công trẻ này lại rất là thích lái máy bay bà già vậy nghe đó, cho nên ảnh cũng tìm cách này đó kia, nhưng mà đủ cách đó mà không biết làm sao á, tại vì chị này chứ khó tính lắm. Cho đến một ngày này thì bắt đầu là cái chị gái này mưa gió bão buồn tầm tã, thì không biết làm sao nữa. Cái anh chàng phi công trẻ này nè, ảnh đang nằm ảnh ngủ trong nhà ảnh, thì tình cờ cái chị mấy bà già chỉ qua chỉ gõ cửa cốc cốc cốc. Chị nói bây giờ là mưa vậy nè, chỉ thấy cá trê cái là ở dưới mương nhiều lắm, mà không biết làm sao để mà mình có thể mình ảnh, chị này chỉ muốn bắt cá trê, nhưng mà bây giờ phải có một người nào phụ chị, cha dáng trong làng này giờ mưa gió người ta đâu có rảnh đâu mà đi, thì chị này chỉ giống như là ở con mình nên. Thành thử ra nhiều khi là việc trong việc ngoài gì cũng có mình làm mà đôi khi nó cũng khá là vất vả, cho nên là chị rất là muốn có một ai đó giúp mình. Thì bắt đầu chị mới qua bên cái làng kế bên đó, thì chị gặp cái anh chàng phi công trẻ này ở kế bên nhà nè. Trời ơi, kế bên nhà nó là kế bên gì trời. Thì bắt đầu cái anh chàng phi công trẻ này thì ảnh cũng nghe chị gái này vừa xuất hiện trước mặt mình, thì ảnh chỉ nhờ mình giúp thì làm sao mà từ chối được. Trời ơi, gái xinh từ cái cô nàng xinh đẹp mà nhờ giúp đỡ thì đâu có anh chàng nào mà từ chối được đúng không? Thì bắt đầu với lại cái anh này ảnh cũng có ý định thích cũng như là thích cái chị này rồi, nhưng mà không có dám ngỏ lời, giống như là yêu đơn phương vậy đó. Thì bắt đầu là nghe nói là đi bắt cá trê chung, thì ảnh mới nghĩ ra cái ý định là sẽ dụ được cái chị gái xinh đẹp này bằng cách này nè. Bằng cách nào thì bây giờ mình mời mọi người cùng lắng nghe tiếp tục cái câu chuyện của em nha. Câu chuyện của em nó thú vị lắm. Thế là bắt đầu là cái anh chàng phi công trẻ này ảnh mới cùng với cái lại cái chị máy bay bà già này đi ra ngoài cái mương để mà tát cá. Thì đang tát cá vậy nè, thì bắt đầu ảnh mới nói, ảnh mới nghĩ được cách rồi, làm sao để mà ấy được cái chị gái này, thì bằng cách là ảnh mới nói là ui da, ảnh la lên ui da, mà trong khi đó không biết cái gì, con gì cắn ảnh không. Thì cái chị mấy bà già này chỉ mới nói, ủa cái gì vậy em, trời ơi cái gì mà em la dữ vậy em, con gì bộ con gì hả, con rắn dưới mương hả? Không phải, em đang bắt cá với chị thì làm như có con cá trê trắng á, trời ơi nó nẹt cái mông của em đau quá. Thì bắt đầu là chị gái chị nghi rồi, chị nói trời chết rồi, con cá trê trắng nó nẹt hả em, trời ơi giờ có sao không em,
Dạ bây giờ đau quá chị ơi, ui da, trời ơi, nó nẹt làm như cái mông em chảy máu rồi chị ơi. Bây giờ còn cách là mình phải làm sao mình lấy độc chị, độc chị ơi, lấy giúp em với chị ơi, chứ có mình chị mới có thể giúp em thôi, giữa đồng không hiêu quạnh này không có hay hết á. Trời, hai chị em đang tá cá dưới đây mà bây giờ nó nói là bây giờ cần giúp thì chị này chỉ đâu có từ chối đâu, vậy thì bây giờ em chỉ phải giúp em sao đây, em nói rõ hơn để chị giúp được không em? Dạ tôi nó nẹt cái mông em rồi, tôi nói bây giờ mình phải lấy độc chị, độc mình bằng cách là mình lấy nhớt chị, nhớt chị ơi, lấy nhớt á chị, nhớt. Vậy là sao em? Có nghĩa là con cá trê này nè, cái mình nó nhớt dữ lắm, bây giờ mình phải lấy nhớt đi chị, nhớt chị ơi. Thì nghe vậy thì chị gái chị nói, chị thì là giờ bây giờ chị phải giúp em như thế nào đây, em nói rõ hơn chị được không? Thì bắt đầu là bây giờ chị làm theo em đi nghe không, bắt đầu là coi như là em cảm ơn mang ơn chị dữ lắm rồi. Thì cái chị gái này chị cũng như cũng làm theo ý của thằng này chỉ sao làm vậy thôi chứ đâu biết sao. Bắt đầu cái anh khi còn trẻ thì mới làm chị mới về già, làm xong đã đợi trơn trọi rồi thì bắt đầu chị này chị cũng đi về đó, chị nói gì cũng về rồi. Thôi bắt cá xong rồi đi về, lần như hết đau rồi đó. Cái mông của anh này bị cá trê nẹt là hơi như lại lấy nhớt chị, nhớt hết đau rồi. Cái đi về. Cứ qua mấy ngày sau cái chị mấy bà già này chỉ nằm chỉ ở nhà chỉ làm việc á, chị cũng thấy buồn buồn. Chị muốn bữa nay chỉ thấy cái anh chàng phi công trẻ này cũng mạnh dữ á. Đó thì giữa đồng không hiêu quạnh như đó, chị cũng nhớ cái ngày hôm bữa tắt cá đầy kỷ niệm, đầy những cái kỷ niệm đáng nhớ đó, cũng cảm giác dữ lắm. Cho nên là bây giờ là làm sao để mình được cái anh phi công trẻ này anh làm thêm phát nữa đây. Bắt đầu chị mới qua, chị cố tình kỳ này chị cố tình chỉ qua chị nói em ơi em trai ơi có rảnh không đi tá cá với chị nữa không. Thôi nghe nói tá cá chung mà kỳ này cá dưới mương chị nhiều lắm, tá một cái là đầy luôn, cá trê trắng nhiều lắm. Thì thấy vậy thì anh này cũng không nghĩ gì hết trơn, ảnh mới nói hờ thấy anh phi công trẻ này cũng tốt bụng dữ lắm, nghe nói chị này chỉ nhờ là ảnh gật đầu liền à. Thì bắt đầu hai người mới ra tá cá. Thì kỳ này trời ơi, anh này anh ham quá, trời ơi cá quá trời cá luôn, bây giờ nhào xuống bắt, trời ơi bắt hoài không hết luôn. Cái chị gái cái chị mấy bà già này chị cũng nói trời sao mà bữa nay con cá trê nó không có con cá nào nẹt cái mông của thằng này hết trơn trời ta. Thì bắt đầu là chờ hoài chị mới nóng lòng á, chị mới lấy con cá trê chị để ngay cái đít của thằng này nè, chị cho nó nẹt một cái, trời nó la ai ao da trời ơi đau quá, ui da chết rồi da đau quá cái mông tôi chết rồi chị ơi, làm như con cá trê trắng nó nẹt mông em thiệt rồi chị ơi. Cái bắt đầu chị gái chị miền Tây, chị gái miền Tây này nè nhỏ khi còn gọi là mấy bà già đó, chị mới nói trời ơi vậy hả em, vậy thôi bây giờ mình lấy độc chị độc đi em, mình lấy nhớt chị nhớt đi em, trời ơi chị ơi chị ơi trời, lấy độc chị độc cái nhớt chị nhớt cái gì, trời ơi chết rồi, cái tay trắng nó nẹt cái mông em chảy máu thiệt rồi chị ơi, lần trước là nó không có thiệt mà giờ nó thiệt. Cái đầu chị gái chị nói ủa sao kỳ ta, sao lần trước thằng này nó làm mình ngon cơm lắm mà sao bây giờ bữa nay nó nói là con cá trê nẹt nó chảy máu rồi, trời ơi trời ơi, giờ chị ơi chị leo lên bờ chị làm ơn chị kêu người ta lại cứu giùm em đi, trời ơi lấy bông gòn thuốc rồi với sức vô, trời ơi, nó nẹt cái mông em thiệt rồi, kỳ này em chết chắc rồi chị ơi. Kỳ này nó không có kêu chị. Tại kêu bằng là cái chị gái chỉ bị kêu bằng là một cú hú hồn luôn đó. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là vui, Ngọc muốn gửi đến cho đại gia đình của mình, hy vọng là mọi người sẽ có những giây phút thú vị khi xem clip kể chuyện của em nha. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo, bye bye.